Tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Họ có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình, giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Người tuổi Dần có trí nhớ tốt và tinh thần ham học hỏi. Điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kỳ đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, họ có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải những sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết của tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 năm 2021 âm lịch. Đặc biệt trong tháng này, Thủy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, tức ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tị, Hại Tị, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, tức ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 1, tức ngày mùng 1 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn, cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Dần trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 1, tức ngày 20 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 1, tức ngày mùng 4 tháng 3 dương lịch, có nạp sát là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Dần 1962 trong tháng 1 âm lịch. Canh Dương Kim gặp Dần Dương Mộc là thất sát, cho nên trong tháng này các gia chủ tuổi Nhâm Dần cần cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Dần sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 6 tháng 1, tức ngày 17 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Bính Thân. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất
không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Kim bài thái tuế hộ thân sẽ nghênh thái tuế, sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi. Sử dụng minh quang pháp bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp tuổi Nhâm Dần. Với tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thì sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thành thơi và làm ít dần hoặc là đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng quý gia chủ đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Bởi những gia chủ tuổi Nhâm Dần đang bước sang tuổi 59 nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với gia đình và bản thân mình. Ngoài ra trong tháng này, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến và được khen thưởng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Dần nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong công việc, sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Nhâm Dần. Do xuất hiện hao tinh trong tháng nên có thể là một bất lợi về tài chính đối với tuổi Nhâm Dần. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Nhâm Dần nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, cơ kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Nhâm Dần phải đối mặt. Bản mệnh nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sống có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với bản thân mình. Tháng này tài lộc của người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải những xui xẻo, thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Vòng tam giác khai vận là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay giúp chiếu cát lành, chiếu vận quý nhân, hộ thân, tăng cường sức khỏe, chiếu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát cho tuổi Nhâm Dần. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021, tháng 1 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Nhâm Dần khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình mình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Nhâm Dần sẽ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình bạn vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Nếu là tuổi Nhâm Dần nam mệnh thì nên hãy dùng tiếng nói của mình để đứng ra giải quyết những mâu thuẫn. Còn nếu là tuổi Nhâm Dần nữ mệnh, là người vợ trong gia đình, cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Nhâm Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Nhâm Dần. Tử vi tháng 1 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Nhâm Dần. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do chủ quan không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Cho nên cần chăm sóc cơ thể để giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng và chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi của mình.
Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Nhâm Dần cần mang bên mình vòng tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về vận trình tử vi của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tháng này, trên mọi phương diện đều khá ổn định. Điều quan trọng là cần chú ý giữ sức khỏe. Với quý gia chủ mà nói, tuổi này sức khỏe là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Để may mắn thành công, có sức khỏe tốt, các anh chị tuổi Nhâm Dần hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị thời gian qua đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, quý anh chị hãy liên hệ với số hotline của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!